Đây là bà cây này nó hay là nó năng sự nhăn. À vẫn cho á. Không có mấy viên nữa nhỉ? À nó đang nặn rồi gì? Nặn. Chỗ này không đi được à bà? Chưa nội được à? À nhưng con này chảy lắm, thôi lên trên đi. Vâng, lên trên đi. Xin chào các bác nha. Hôm nay nước rút hơn rồi, đi ho rồi. Vâng. Đỡ chết được nọ một tí. Đấy, ở trên này nha. Sổ lắm mà. Vâng. Bà cứ nia đi bà. Ôi. Sâu lắm nhỉ? Đi được ạ. Em cứ đi thoải mái em. Đó mà quên. Đi qua đi. Đi rồi. Đó, đi chỗ này đẹp á. May mưa vậy nhỉ? Đêm nay mưa hả? Chỗ này nó bị mưa to là không đi được. Nó xấu. Nó xoáy. Xoáy nó trôi hết bờ đi. Hôm nay mới thấy là nó to nhất rồi. Vâng. Cát này có xây được không hả? Xây được. Cát này xây được à? À đây toàn cát thôi các bạn nhìn. Toàn cát là cát. Bò lại đây. Cát. Ôi, bà bắt đầu phơi lấm đi nhờ. Lấm linh chi. Wow. Lấm linh chi. Vâng.
tảng siêu to khổng lồ. Cái này đem vào để bón khô. Cái cả phải lấy tươi rồi chứ không khô kịp. Đây là cái gì bà? Sỏi thận à? À. Tươi thôi, về thì họ thóc thôi. Sỏi thận. Nấm linh chi. Ê. Cái này khối tiền nấm linh chi đắt. À, xung quanh nhà bà Trà các bác. Hôm nay cháu quay trở lại tiếp nhà bà Trà. Đấy. Vừa hôm kia cháu ở đây không? Đấy, nhưng mà cái lượng mà các bác, số lượng các bác nhờ lấy thuốc là rất nhiều. Rất là, phải nói là rất nhiều luôn, càng ngày càng nhiều. Đấy. Nó chạy liên tục. Các bác nhờ nhiều, bà lấy ở đâu mà lấy luôn, mấy nữa thì cháu lại lên tiếp. Có bác nào đặt này, có lấy luôn cho các bác. Cái gì bà? Sỏi thận á? À. Sỏi thận về các vị phơi thôi. Vâng. Trên này thì không kịp rồi. Không kịp rồi đúng không? Cứ ngồi đợi đây tí. Vâng. Băm hết cái cục này. Vị sỏi thận. Bác nào bị sỏi thận, sỏi mật, thận yếu nha. Cái linh chi rừng này nó tốt hơn linh chi Hàn Quốc đấy. Vâng. Cứ Hàn Quốc nó được cái nó đắt tiền thôi. Vâng. Nhưng mà xe vào thực nghiệm thì là nó không tác dụng, nó không bằng. Nhưng mà đây là không bằng linh chi rừng của mình. Nấm linh chi rừng chuẩn đấy. Rừng luôn. À. Tự nhiên trăm phần trăm. Linh chi chuẩn trị các bác nhé. Không có cái gì là cái nhân tạo của. À. Tự nhiên đây trong rừng. Mà nó ở gốc cây gỗ mục ấy. Cái mà là, cây gỗ to. Cái nấm linh chi đến mùa nào nhiều mà? Mỗi mùa này. Mỗi mùa này có đâu. À. Xong rồi nó lại mục lại thôi hết. À. Sâu nó ăn, sâu ăn ác lắm. Vâng. Ở vùng này nó mới còn chứ từ thần xa ngoài, từ chỗ ủy ban trở ra không bói đâu ra thôi. Không có đâu đúng không? Không thể có được. Có lấy hết à? Nó không còn rừng tự nhiên. À. Là vì trong này là rừng rừng tự nhiên là những cái cây gỗ già, gỗ to ấy, nó hết tuổi thọ rồi nó đổ, nó gãy xuống thì cái phần gốc còn lại của nó mới ra được nấm. Vâng. Thế mà đây nó là khu bảo tồn thì nó mới còn những cái cây to thế. Vâng. Ở các nơi toàn bãi keo ấy, làm gì có cây to. Vâng. À, hôm trước là các bác là mới theo dõi video thì các bác cũng có hỏi là bà chữa được những bệnh gì. Đấy, rất nhiều. Bà thì cũng chia sẻ các bác là bà chữa rất nhiều bệnh. Đấy, có nhiều bác là mới theo dõi video từ hôm trước lũ. Thì các bác biết đến bà thì cũng giới thiệu các bác là bà thì chữa rất nhiều bệnh, trong đó thì có bệnh sỏi thận này, sỏi mật này, thận yếu này. Đấy, cũng là các bệnh về thận bà nhỉ. Ừ. Các bệnh về thận, về dạ dày này, đại tràng này. Đấy. Dạ dày thì có những gì trào ngược, các hội chứng về dạ dày giải quyết được hết, kể cả mà anh phải đi mổ nhưng mà người ta cũng làm lành lại, không phải đi mổ nữa. Không phải cắt nữa. Không phải cắt nữa. Trào ngược dạ dày đúng không? Viêm đại tràng. Đại tràng, ung thư đại tràng. Ung thư HP. Trực tràng, tức là trĩ. Trĩ. Dạ, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết. Vâng. Hệ hô hấp. Vâng. Hệ tuần hoàn máu rồi. Cái đại tràng phân lỏng rất nhiều người uống khỏi nhé. Khỏi chứ, khỏi 100%. Thừa tiêu chuẩn khỏi. Vâng. Đại tràng, dạ dày, đại tràng nhiều bác là ăn xong rồi bị đi ngoài phân lỏng liên tục. Hội chứng ruột kích thích cho nó đấy. À, đấy là cái kích thích của bà. Cầm luôn, kể cả đi ra máu cũng cầm hết. À. Xuất huyết dạ dày ra máu cũng cầm vâng. Ngay được luôn. Vâng. Cấp cứu ở trong rừng này toàn cấp cứu kiểu đấy. À, là uống rồi đấy. Ừ, chứ đi bệnh viện là sao kịp. Vâng. Kể cả đau ruột thừa thì vâng. Cũng một bát uống là cầm ngay, không phải mổ nữa. Ruột thừa? Ừ, không phải cắt nữa. Bây giờ
Còn thích đi cắt cho nó an toàn tuyệt đối thì cứ đi. Nhưng mà riêng cái đấy chỉ cần uống một bát vào là đỡ. Là thôi. Không quan tâm gì đến cái đoạn ruột thừa nữa. Vâng. Ruột thừa nó là manh tràng, tức là cái đoạn đầu của nó bị nhiễm trùng. Vâng. Mà là... không cắt ngay thì chết luôn. Vâng. Dạ dày này, đại tràng này. Đến tai biến nhỉ? Yeah. Tai biến. Nhưng mà tai biến thì kiên trì quá. Tai biến nó là bệnh khó. Cũng cứ theo đúng lộ trình là khỏi hết. Vâng. Uống sau một tuần thì chuyển biến tích cực ngay. Vâng. Kiên trì. Đứng dậy đi lại bình thường. Vâng. Chân tay nó không co rúm nữa. Nhiều bác là uống nó nhẹ hẳn người đi. Tự đứng dậy tự đi. Vâng. Không cần phải ai dìu ai dắt, mà không phải nặng, mà không cần phải robot đỡ. Tai biến. Trầm cảm nhỉ? Trầm cảm động kinh. Trầm cảm động kinh. Mất ngủ. Mất ngủ. Nói chung đấy nó là thuộc hệ thần kinh hết. Gan nữa nhỉ? Gan. Các cái thuốc tốt cho gan. Các hội chứng về gan. Tốt cho gan. Phổi. Phổi, đúng rồi. Ung thư phổi giai đoạn đầu. Vẫn phổi. Chỉ là thuốc nam. Ung thư phổi giai đoạn đầu. Hôm qua có một ca thận xuôi gọi lên là không mổ họng nữa, các bác sĩ bảo là không nên mổ, nó về tìm thuốc nam mà điều trị được đâu thì được, nhưng mà trên này không nhận lời. Vâng. Vì xa quá. Xa quá. Mình cũng không theo dõi được đúng không? Không trực tiếp được. Ung thư thì cũng căng ấy nhỉ. Ừ. Căng đấy. Và bệnh gì nữa không nhỉ? Để cả thuốc nam này nó vẫn ung thư giai đoạn cuối vẫn kéo dài sự sống được. À. Tất nhiên là không thể khắc phục được, nhưng mà nó vẫn kéo dài được sự sống. Kéo dài sự sống. Thế nhưng mà cái tìm hiểu về thuốc nam của các cái bệnh nhân nó còn, người ta còn không chú ý đấy. Vâng. Cho nên là có những trường hợp mà cứu được trong tầm tay nhưng mà phải nhìn thôi. Vâng. Vì hơn ai hết tự người bệnh không có những nỗ lực chủ quan thì là người khác cũng không thể xâm lấn được. Ngoài các bệnh đó thì còn cao xương khớp nhỉ? Cao xương khớp. Nói nhưng mà cao đấy phải nói là lấu vất vả. Lấu 5 ngày, 5 đêm. Xem những cái bài thuốc xương khớp mà các người ta ở đây người ta mua từ các nơi về. Vâng. Thì là nó không giống những vị của mình. Những vị của họ ấy thì là đối với mình thì là mình nó là vị phụ thôi. Của mình khác hoàn toàn. Của mình khác mà còn những cái vị của họ mình biết đi thì mình lại không sử dụng. Thế cho nên là đến ở đây nó là thượng đẳng của cái loại thuốc nam rồi. Thế nhưng mà cũng không thể mỹ mãn được. Về xương khớp là như thế. Chứ còn cứ quảng cáo là nói là khỏi đột biến là không ai làm được đâu. Cái cao đấy là cũng nhiều bác là hỏi là có uống được không? Uống thoải mái. À. Uống vừa dám, nhưng mà uống là các anh bị mất nhiều tiền hơn. Là vì uống là nó vào dạ dày, nó qua đường tiêu hóa thì nó thất thoát đi nhiều. Thế nhưng mà anh đầu gối anh đau, anh bôi một lớp mỏng, anh dán trực tiếp vào đây thì nó hút vào, mà cái lượng thuốc nó hết ít. Tức là tiết kiệm thuốc có thế thôi. Chứ còn ai mà có điều kiện ấy thì uống thì lại tốt hơn. Nếu mà uống thì uống như nào bà? Uống cứ thế mà uống. Lấy một ít pha vào nước. Pha ra tí nước không nước uống. Ấm à? Không mà uống. Uống thôi chứ không có gì là khó khăn cả, nhưng mà đấy là muốn nói là những người có nhiều tiền. Uống là tốn hơn đúng không? Tốn hơn người có nhiều tiền. Thế còn những cái người. Nhưng mà đẩy mà hiệu quả hơn. Thì nó nhanh mà đấy hơn mà nó khỏi toàn diện. Là uống á? Uống thì nó hay hơn, nhưng mà vấn đề là nó phải là tiền. Vâng. Thế những cái người mà cái túi tiền nó không cho phép ấy thì là phải dè ra để cầm chừng để cho nó thời gian nó dài hơn. Thế thì để hỏi rõ là nhiều bác, vì bác cũng hỏi vì là bác ấy muốn nó khỏi nhanh ấy. Uống thì tốt quá thì các ông phải đôi ba lọ, tức là nó phải có đôi ba triệu. Thế cho nên mới đặt là thuốc nam là thuốc là bệnh thuốc của người nghèo. Lý do như thế, tức là nó đến với tất cả các đối tượng được. Thế chứ không phải có nghĩa là bôi thì là nó đỡ. Bôi là nó đỡ ngay, là thấy ngay. Đỡ thấy ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà uống thì nó sẽ ngấm vào trong người và nó sẽ khỏi dần dần. Nó khỏi mà ví dụ như là nó nhức ấy, nó nhức nó buốt như kim châm vào trong các cái đầu khớp ấy. Vâng. Thì là coi như là uống hết một lọ ấy
thì là coi như là cái đấy nó mất đi mấy năm còn chưa thấy tái phát nữa. Thế giảm rất nhiều đấy. Nhưng mà phần uống anh lại vẫn phải có phần bôi. Là vì anh uống thì anh mất bôi. Thế cho nên là kết hợp cả uống cả bôi. Thế nhưng mà nó là chỉ là dành cho những người có điều kiện thôi. Đây, mật ong của bà là mật ong khoái với mật ong mè. Khoái với ong mè đen. Đen đen là mè đen đúng không? Đen. Giá là vẫn như nhau à? Như nhau. À, lấy ở đây còn lấy cái ong mè đen còn lấy nhiều hơn nào quá. À. Thì lấy về bán thì họ bán giá vẫn như nhau gì? Bằng nhau gì? Trong này bà vẫn còn mật đúng không? Không. Hay là ở hết rồi? Cái đấy được ra ngoài kia. Gửi hết rồi. Để cái hòm ra đây cái quán là. À. Cái quán ở đường nhé. Cái quán to to ở cái đại lý được không được mà chị. Bà ngâm cái gì kia? Ngâm cái mật ong à? Không, cái gì thuốc xoa bóp. Thuốc xoa bóp á? Hôm qua vừa mới ngâm một chai cái con ong đầu bạc, ong đầu bạc á. Ong đầu bạc á? Ừ, mua được phải mua tức là 750 một cân con ong già. 750 một cân mật hay ong? Con ong già. Con ong. Nó to. Mà nó đen, nó có mấy vạch ở trên đầu gọi là ong đầu bạc. Nó làm ở trong đất ấy. Bà để ngâm đi, ngâm đào phải đi đào ban đêm ấy. Ngâm rượu hay ngâm gì? Ngâm rượu. Rửa sạch hai lần nước rượu đi. Thế là mới cho mà ngâm gửi hết ngoài. Vâng. Ngoài để một cái hòm xong là mới. Con ong đấy là họ bán cả con, bán cả nhộng nhỉ? Bán cả con, nhộng nó bán 400 một cân. Nhộng 400 một cân. Thì nó bán luôn. Nhộng là 400 một cân nhé. Đây là thuốc gì bà? Đây là tai biến này. Tai biến à? Tai biến nha các bác nha. Cái hôm mà tai biến này là những người nào mà mới bị theo phản hồi là mới bị là uống nó tác dụng thuốc cực nhanh. Còn bác nào mà bị lâu rồi thì nó thuốc nó chậm, nó chậm hơn. Còn những người mới bị khoảng 1 năm đổ lại là uống nhanh lắm, hiệu quả nhanh lắm. Nhiều bác là không đi được, uống phát là đi được luôn. Đi được ngay. Gần 90 thì còn coi như là khụy xuống rồi, còn tự đứng dậy thì không nhờ ai gì cả. Gan chuyển thích lắm. Vâng. Bụng to như cái trống ấy, phải đi hút dịch ở bệnh viện ấy. Vâng. Mà là qua một đêm là tháo ngay. Là nó rút luôn. Tháo hết. Vâng. Gan là hay bụng to nhỉ? Gan bụng to, nó không nó ứ dịch. Ứ dịch à? Nó không phát ra được, không vâng. Không bài tiết ra được. Vâng. Thận nghe tức là gan liệt vị thì thận cũng theo luôn. Vâng. Mà cái mấy cái bệnh ấy mà dùng cái thuốc kia nhiều nó hại gan thận lắm. Dùng thuốc tây vào mà nó nhất là thận ấy nhỉ. Nhanh hại thận, xuống thận. Mà thận mà đi thì coi như hỏng hết. Thận yếu. Bác nào mà thận yếu là phải chữa bệnh ngay. Uống ngay để kéo lại. Căng đét đẹp nguy hiểm. Biến gần 90 tuổi rồi nè. Đổ xuống hàng mấy năm thì vẫn dậy đi được. Tự đứng dậy tự đi được. Già cũng thế. Vâng. Không phải là trẻ, trẻ thì chữa nó nhanh hơn. Vâng. Nhưng mà già thì vẫn chữa được đúng không? Chữa được. Tuổi 90 vẫn chữa được. Vâng. Còn lúc nào ra đi thì cái đấy không tính trước được. Nhưng mà vâng. Nếu chết là chết rồi. Vâng. Còn nếu chưa chết là vẫn cứu được. Vẫn có tác dụng. Cứ nằm lát lay là vẫn cứu lại, đi lại bình thường. Vâng. Vẫn là luôn tốt. Vâng. Thận thiếc, thận. Đó bác. Chào em Ánh. Em Ánh biết bơi không? Không. Hả? Không biết bơi. Ôi nhờ. Chỉnh được cái chân dài. Nội chỗ nào sâu thì vẫn chân vẫn dài không sao. Vẫn cứ há có cái hôm những cái hôm ngửa lên thế mà trẻ con mông ở đây là nó cứ nhảy nó bơi ầm ầm. Bơi á bà? Ừ. À. Chẳng thấy nó làm sao. Độ đấy là nó mình
qua mình không qua được. À. Thế mà nó nhảy nó chạy. Vâng. Bưởi ác đúng không? Ừ. Trẻ con người Mông chạy bơi ác. Thuốc tai biến này ngày càng hiếm phải không bà? Hiếm. Hết rồi, còn đến chỗ này là hết rồi. Còn tí đây rồi á? Ừ. Nó hết sạch rồi. Còn... Nhưng mà thuốc này lấy là cũng khó đúng không? Nói phải... chung là cái gì cũng là... thuốc nào cũng hiếm à? Cái loại này là ở đây mới có này. À. Nơi khác không tìm ra. Loại này á? Ừ. Vị này. Đây, đây. Nơi khác là không có. Nơi khác không có, không mấy đâu ra. À. Thơm nhỉ? Diệt trùng hết rồi. Còn ở đây là nó còn rừng ra, dây vẫn to, vẫn đẹp. Vâng. Béo lên trên rất thoải mái. Thơm ngát các bác. Nên là cứ phải bám trụ vào xứ này. Vâng. Trong này nó mới cái đủ cái... đủ cái nguồn dương liệu. Đủ cái nguồn dương liệu cho mình sử dụng. Vâng. Nơi khác là không có. Nơi khác phát bãi keo rồng hết này làm gì. Vâng. Đây là cái cây này. Cái cây này họ săn nùng thu mua. Trung Quốc họ thu mua cái này này. Cây này các bác nhé. Họ săn, họ thu mua kinh lắm. Vì cái loại này nó không thể mọc nhiều. Vâng. Rất là ít mà hiếm. Nó chỉ mọc ở những cái nơi nào có thể nó mọc được thôi. Vâng. Chứ không phải là nơi nào mình cũng thấy. Cực hiếm cái cây lá này. Rất là hiếm. Thế mà Trung Quốc thì nó nắm được cái bảo bối này rồi. Cho nên vâng. Nó cứ săn lùng. Mà chỉ Việt Nam mới có. Tốt. Còn các nơi không có. Thế mà người Việt Nam lại không... mà cái này... không biết sử dụng cái này. Cái này lúc tươi còn được nhiều, nhưng mà lúc khô... khô ít lắm. Quát đi nó được mũi tí các bác. Nhẹ phèo. Đấy, ít lắm cái này. Thuốc là thuốc quý. Cực tốt luôn. Cây rừng tự nhiên này uống hoàn toàn là nó... không có độc. Không có độc thì lợi sức khỏe. Đấy. Mát. Mát gan, mát thận, mát tốt cho sức khỏe. Để khô cong hết các bác. Cái này uống cái sỏi thận này uống tươi có vấn đề gì không bà? Được. Thoải mái, không sao. Vẫn như khô đúng không? Hay khô như nào hết. À. Đúng rồi, về là phải các bác về là phải toanh ra. Phải phơi lại. Phải phơi ra để sợ nó bốc. Đấy. Làm không kịp. Cũng may là bác này bác ở gần. Về bác ấy lấy nó. Trên này có người đặt một bao lá tắm với một lọ xương khớp 3 tháng rồi còn chưa được. À. Xương khớp là chia sẻ các bác là ra bao nhiêu là Hoàng Hiền lấy cho các bác hết. Mà bà là không có một lọ xương khớp nào luôn bây giờ. Không có. Đấy. Không làm kịp. Vâng. Đấy nó lâu các bác. Lâu lắm. Đi tìm dược liệu nó cũng lâu. Xong lại đi tìm bác củi. Củi. Thời gian nấu. Nấu. Mà cái cao nó ra lại được rất ít. Vâng. Không đủ đáp ứng cho bệnh nhân nữa. Bao nhiêu ngày tháng nhỉ? Mà làm để lấy cao nhiều ra để được cái bán ngay ấy, thì là nó lại không hiệu quả. Vâng. Mình phải giữ uy tín. Làm cái nào nó... bán lấy được tiền đáp ứng đủ cho khách hàng về. Nhưng mà người ta dùng nó lại không... không tác dụng gì thì mình cũng không làm. Vâng. Nên là nhiều... bảo sao nhiều bác là cứ đợi thuốc là có khi là phải đợi cả nửa tháng hay một tháng mới có thuốc. Đấy là chưa đủ vị thì không thể lấy các bác nhé. Đấy. Làm láo thì... mình không thích làm. Vâng. Phải... đủ vị, hiệu quả thì mới lấy. Mật ong là sắp hết mùa rồi đấy. Hết rồi. Thế rồi bây giờ nó chỉ còn... bây giờ chỉ còn vụ mật cuối thôi. Còn tổ nào còn sót thì nó còn... vâng, còn hết mùa đấy. Sang năm là tháng mấy mới có nhỉ? Tháng 4. Tháng 4 hả bà? Tháng 4 rồi. Ôi giời. Cuối tháng 4 mới là mới có mật ong kêu bà. 50 lít tất cả. Bà? 20 lít mật ong khoái, 30 lít mật ong mè đen. Mè đen. Lấy về vẫn là dùng thì cái khổ bà. Vâng. Ở dưới xuôi bây giờ người ta cần tìm những cái đồ chính hiệu thì không tìm được. Chính hiệu tự nhiên ấy. Thế cho nên chỉ có mình tại đây thì mình mới tìm được thôi. Vâng.
Còn mặt họ bán thì họ bán nhiều. Thật ra thì trên mạng nó trôi nổi rất nhiều. Họ bán đấy. Nhiều. Các bác mua nó phải tìm những cái chỗ nó uy tín, nó phải chuẩn chỉ. Mình lấy về nhà mình đấy. Về đến nhà là ừ, nhiều bác là cứ không tìm những cái chỗ uy tín mua là nó quảng cáo rầm rộ ở trên mua là nhiều khi là tiền mất và tật mang đấy, vạ và thân mua về là chả dùng được. Đến mỗi người lấy 5-6 lít. Vâng. Toàn dùng. Vâng. Đây cái này là riêng tay biến đấy. Vâng. Từ cát từ hướng dẫn. Vâng. Đây là đến bà mất ngủ. Cái mất ngủ này uống uy tín mà. Có chứ. À. Cái này uống. Nó phát huy tác dụng sau bao lâu? Tức là uống xong ngủ luôn. Cái thuốc mất ngủ này á? Uống chập tối là. Chập tối là ngủ tối ngủ ngon luôn. Trong buổi tối là ngủ luôn. À. Không ngủ làm sao. Vâng. Mất ngủ nhiều nó cũng nguy hiểm đấy nhá. Thì mất ngủ nhiều nó là teo não. Mất ngủ xong rồi lại suy nghĩ. Đấy. Mất ngủ lâu là bị teo não mà. À nhỉ. Căng đấy nhỉ. Nguy hiểm nhá. Vâng. Vâng. Teo não. Não teo, teo não. Ngủ không vẫy tai. Ngủ không vẫy tai luôn. Ừ. À. Uống sau độ 30 phút. Mắt đã díu vào rồi. Díu díu. À. Tít một phát là ngủ không vẫy tai. À. Từ cái lúc mà đi viện hút dịch cái thì mới chỉ tồn tại được 2 năm. Thuốc gan á? Gan. Lúc bụng to á? À? Từ lúc bụng to phải đi viện hút dịch. À. Là mức độ tồn tại chỉ 2 năm. Khoảng 2 năm. Không. Nhưng mà uống này có duy trì được? Uống này là uống hôm trước hôm sau là tháo ra luôn. Tháo là nó giải ra ngoài. Giải ra ngoài á? À? Là bụng đỡ xè bụng lại. Nhưng mà sau đấy có khỏi không bà? Khỏi dứt điểm luôn à? À. Viêm gan ở đây tuyệt vời. Thế là cũng vui mừng các bác nào mà luôn. Bệnh gan nhá. Tức là đã gan mà lấy thuốc ở đây là chỉ là thuốc lá thôi nhưng mà không phải đi viện hút dịch nữa. À. Bụng đang to là xẹp. Bụng to là uống đến xa đến ngày thứ hai là là bài tiết là đi ra ồ ồ ngay. Không bác nào mà bị gan là da nó hay vàng vàng ấy nhỉ? Đấy, da vàng, bụng trướng như to đấy. À, mặt nó cũng phì phì ra. Đấy thì nó ứ dịch lại, tức là cái nước mình uống vào thì nó không giải thoát được. À. Không tháo ra được thì là nó ứ lại trong cơ thể, thế nó ứ toàn thân. Vâng. Đấy. Gan mà bị ung thư uống được không bà? Ung thư uống được, cũng chơi được cái này. Ung thư uống được à? Ừ. À. Vẫn là loại này. Cũng thử uống được đấy. Uy tín đấy nhờ. À. Cái này là quý. Toàn thuốc quý các bác nhé. Chữa thời gian, chữa cả dạ dày luôn. Toàn cây rừng tự nhiên. Không có hóa chất, không có bảo quản cái gì. Nhiều chỗ là họ lấy về họ còn bảo quản, họ còn phẩm màu có kiểu nhỉ? Phẩm màu. Nó lên màu có đẹp. Sấy lưu huỳnh cho nó lên màu vàng nó đẹp mà nó không mốc. À. Xong là họ cái đấy uống hóa chất đã chết rồi cho nói. À. Họ phun cái dược liệu vào. Vâng. Đây bản này còn chưa thế nào. Nhưng mà mình thì đây thì hoàn toàn tự nhiên các bác. Đấy, tự nhiên là không có cái đấy gì. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây nó là thảo mộc tự nhiên. Vâng. Tức là toàn mộc nguyên thôi. Không vâng. Có cái gì là nó tác động vào. Từ lúc con lấy của nhà bà đến bây giờ phải nói là nó rất là nhiều rồi. Cho các bác rồi. Năm rồi. Trong đó thì cái tỷ lệ mà uống lại mà điện lại khỏi 100% thì nó khoảng 80% là điện lại khỏi 100%.
Còn những ai mà nó chưa khỏi hết, đấy là thuốc uống chưa đủ liều. Chưa đủ liều. Quá thế thôi, chứ còn thì là kiểu gì vào cũng chưa đủ gì hết. Vâng. Bệnh gì cũng giải quyết được hết. Vâng. Rất là tự tin. Vâng. Mới là kiểu có nhiều người họ uống họ chưa điện lại. Ừ. Đấy. Thì trong cái tổng số 100%. Bệnh gì là nó cũng có vâng. chuyển dịch hết. 100% người uống thì là cũng phải khoảng là đến 85-90% điện lại cho cháu. Thì trong đó thì là khoảng 80 hơn 80% là khỏi hoàn toàn. Đấy. Tuyệt đối luôn đấy các bác. Đấy. Còn riêng đỡ chuyển biến thì không thèm nói cái đấy rồi. Đấy. Còn lại là khoảng 10% thì là chưa thấy. Chắc là tức là nhiều người họ thấy êm rồi, thấy bằng lòng thì họ thôi, họ không có điện lại, không mua nữa mà người ta cũng không chắc là khỏi rồi thôi, không luôn giao lưu nữa, khỏi thôi luôn đấy. Nên là các bác cứ uống là các bác cứ như nào các bác cứ phản hồi lại cho cháu đấy. Cháu còn trao đổi lại với bà tình hình các bác điện lại, uống xong liệu trình điện lại. Những người đi chữa các nơi, lấy thuốc các nơi về, cuối cùng vẫn lại tìm về đây hết. Vâng. Đây vẫn là điểm dừng chân cuối cùng. Vâng. Uy tín. Cho nên là cứ ngồi trong góc rừng sâu này, không vâng. không phải đi đâu, không phải tìm đâu cả. Vâng. Tự các nơi họ tìm về thôi. Vâng. À, còn một thứ nữa. Vâng. Đấy, tí nó lại quên. Nhiều thứ ấy nhờ. Nhiều thứ nhiều loại thuốc. Đấy. Này là phải nhớ kinh ấy nhờ. Trước là phải sổ sách ghi các kiểu ấy nhờ. Nhưng mà lâu năm rồi thì nó. Cái này là giải độc gan đây. Quen. Phải có cái này vào. Giải độc gan à? Ừ. Giải độc không gan. Có cái này vào thì không. Nó phải tống được cái độc ra thì nó mới. Đủ vị ấy nhờ. Cũng nhiều sao cũng nhiều khi có bác đặt thuốc cả một tháng nhưng mà bà vẫn không có thuốc bởi vì không đủ vị, không làm kịp, mới lại đã làm là phải chuẩn đi mới làm. Vâng. Thời gian đợi lâu thì là phải chấp nhận. Vâng. Làm nó thiếu một thứ không làm được. Lấy thì lấy mà không lấy thì thôi đúng không? Còn làm vội thì lấy tiền là không làm. Vâng. Không vội được các bác nhé, đôi khi thì muốn vội không được bởi vì là cái hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Đấy. Chạy theo số lượng lấy ổ ạt thì cứ già thì phát mấy cây cho vào đúng không? Là nhưng mà làm thế thì nó không có tận trong rừng sâu này vẫn có người tìm đến. Rượu thôi, rượu không là tốt. Uống thuốc này là kiêng rượu bia bà, kiêng gì nữa không? Mỗi rượu bia rồi. Đấy, nhiều bác hỏi là kiêng gì không nhá, kiêng mỗi rượu bia thôi. Rượu bia là nó gây ra nhiều, là những nguyên nhân chính để gây ra các loại bệnh. Vâng. Nó là cái nguyên nhân chính là hạn chế được thì là sức khỏe tốt. Ngoài các bệnh nãy nói thì còn một số bệnh nữa nhé bà chữa được nhé, tiểu đường nữa nhờ. Bệnh phụ nữ. Tiểu đường quên mất, phụ nữ là bệnh gì? Viêm phụ khoa. Viêm phụ khoa phải tìm đến đây. Và bà cũng lấy được á? Lấy được. Cũng nước thuốc đun uống hay như cũng nào? Cũng đun uống, cái này cũng toàn lá. Chuẩn luôn. Viêm phụ khoa. Nó là những cái căn bệnh khó nói. Đun uống. Cũng khỏi rất điểm. Khỏi rất điểm nhé. Viêm nữ, viêm nam. Đã là hệ bài tiết nó phải có viêm. Nam nữ cũng đều được hết. Chào bà nhé. Về đây bà. Hẹn gặp lại bà hôm sau nhé. Tầm cơn mưa rồi bạn. Nó vẫn có mây. Không, mây đen này. Không xả đâu. Nó báo chiều tối với mưa thôi. Chiều tối này bà. Kia, chọn xem cái nào đẹp rồi đấy. Thôi bà. Cứ cầm lấy. Hôm sau con đấy. Cầm lấy một cái, anh cầm. Thôi bà, để hôm sau con lên. Ui to đấy nhỉ. Có hai viên đá nữa là đi ngon đấy nhở.
chân cây gì kìa. Trong lành. Mát mẻ. Sáng ngủ dậy thì nghe thấy tiếng nước chảy. Gà gáy, cũng ngon. Khu này có ong khoái không bà? Ong khoái á. Khu này này. À, trong này, thẳng cái xe này vào một tổ to như cái bàn đấy. À, trong này á? Ừ, mà trong mấy nữa mà đấy bác. À. Bà bảo thế thì mình có biết là nó ở cây nào được không? Vâng. Vâng. Ui giời, ui giời. Ui giời. Đi cứ thong thả mà đi. Sâu quá nhỉ? Đúng chỗ sâu. Hay là vừa lên chỗ này. Đúng rồi. Không đi đúng chỗ này. Thẳng nó lên đấy thôi. Sang cái chỗ cái ống kìa. Đúng vị trí của nó thì mới đi được. Đi đúng cái đường anh. Ui. Ủa dưới là sâu á, dưới trên này. Mát thế. Nó dở quay bà. Đi bà nhá. Vâng. Về đây bà. Chào bà. Không biết. Cái này làm gì đây bà ơi? Đây một bò à, bò con bò bà xong nó cứ quay thế này. À, bò bò á? À. Bò bò nó không đi đâu được, nó cứ quay vòng tròn đấy mà. Vâng. À. Bò bò. Ôi, ở đây nhiều hoa dã quỳ nha. Quỷ vâng. Hoa mà ba vị nhiều nhé. Đấy, cái đấy hoa màu vàng vàng đấy. Gió mát thế. Chỗ này rậm nhá. Rừng này rừng bảo tồn nữa. Chưa? Rậm thế. Hẻo hút nữa các bác ạ, vắng vẻ lắm. Có gì cả ngày không có người đi qua. Chỗ này mà đi mình thì cực sợ luôn các bác. Nó phải khoảng chục cây đường toàn rừng biếc như này. Biếc không? Khu này anh em chắc đấy là ông khoái nhiều nhỉ. Rậm này. Thôi vậy anh em cháu quay về các bác nhé. Cháu cũng kết thúc cái video của mình ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của cháu. Đấy. Các bác yêu quý cháu thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cháu nhé. Và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ các cái video của cháu. Và các bác có nhu cầu sử dụng mật ong khoái rừng hay là chè Thái Nguyên thì rất mong các bác sẽ ủng hộ cháu Hoàng Hiền. Có kinh phí đi lại, đổ xăng, chạy đi bản trong các cái chương trình thiện nguyện của cháu. Đấy. Về thuốc của bà thì cháu lấy giúp luôn. Các bác nào có nhu cầu cần sử dụng thì các bác cứ liên hệ cho cháu, lấy thuốc gì thì các bác liên hệ cho cháu. Còn về mật ong tre các bác mà muốn lấy mà các bác mà gọi cho cháu không được ấy, bởi vì là đôi khi cháu đi bản này thì không có sóng, nó như hiện tại bây giờ không có tí sóng nào luôn, rừng rậm heo hút này không có tí sóng nào luôn, có đôi chỗ mới có thôi, nên là đôi khi gọi không được, nên là các bác có thể là nhắn tin cho cháu cũng được. Nhắn tin qua điện thoại hoặc là Zalo hoặc Viber để cho cháu theo số điện thoại trên màn hình 0915049825 thì khi cháu on thì cháu sẽ trả lời các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều. Một lần nữa thì xin chào các bác và kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bác. Vậy to nhá.
để chỗ họ lấy mật ong này anh nhé. Họ đóng một cặp cây trèo lên nó lấy hết rồi. Họ đây đó, tiến, ui cây này to nhá, cây này to nhất khu này luôn này, ui rồi, đất. À, cháu chào các bác nhá, hiện tại trên kênh của cháu thì đang có bán đặc sản là mật ong khoái rừng Thái Nguyên, đảm bảo 100% là mật ong chuẩn, nguyên chất, 100%. Các bác đang theo dõi cái hình ảnh cháu trực tiếp là lên trên rừng cùng anh em ở trên mạng là đi lấy ong khoái ở trên rừng. Hôm đó cháu còn bị ong đốt cơ. Anh em ở bản Thái Nguyên thì lấy được bao nhiêu là cháu thu mua hết tất cả cho anh em, bao tiêu sản phẩm cho anh em về mật ong khoái rừng ở Thái Nguyên. Đấy, chính bởi vậy mà cháu bán cái sản phẩm mật ong rất là chuẩn, giá thì rất là hợp lý. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu sử dụng mật ong thì rất mong các bác hãy ủng hộ cháu, liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915 049 825. Hoặc các bác mà khi mà gọi cho cháu không được thì các bác có thể là nhắn tin cho cháu vào số đó, hoặc là Zalo cũng được, Zalo hoặc Viber cũng theo số điện thoại đó, thì cháu on thì cháu sẽ trả lời các bác và gửi hàng cho các bác. Về giá thì cháu cũng thông báo qua video, giá thì cháu bán là rất là rẻ thôi. Đấy, 1 lít nếu các bác mà mua 1 lít thì giá là 430.000, chưa có tiền ship. Các bác mua từ 2 lít đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Đó. Và mốc thứ ba là các bác mua từ 5 lít đến 9 lít thì giá là 420.000 một lít và các bác cũng được miễn phí phần đi ship. Đấy, và mốc thứ ba là mốc cuối cùng đấy. Đấy. Mốc này thì các bác mà mua từ 10 lít trở lên thì là các bác sẽ chỉ phải trả cái giá là 410.000 một lít thôi. Đấy, và cháu cũng miễn phí là free ship đấy, khắp cả nước luôn. Đó. Cái tiền ship thì nếu như mà nó cũng hết khá nhiều các bác, nếu như mà tùy địa phương đấy, ở miền Bắc miền Nam càng xa thì cái tiền ship nó càng nhiều, mà cái mật ong thì cái trọng lượng nó nặng, cái trung bình nó nặng khoảng một cân ba hơn một tí đấy, nên là cái tiền ship nó nhiều. Miền Bắc thì nó rơi vào khoảng là 30-40 nghìn, còn miền Nam thì nó sợ còn hơn một lít đấy, nên là cái tiền ship là cháu gửi nó hết nó khá là nhiều. Nên là các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cứ đặt từ 2 lít trở lên đấy thì là sẽ được cháu miễn phí tiền phần đi ship, thì là các bác chỉ mất cái tiền mua mật thôi. Đấy. Cháu cam kết đảm bảo với các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn 100%, nếu như không phải thì cháu sẵn sàng là đền tiền gấp 100 lần. Đấy. Với cái danh dự, với cái uy tín của một người nhà giáo, cháu cũng công tác được 6 đến 7 năm rồi, trong ngày anh rồi. Nên là cái lương tâm của cháu không thể nào làm sai được. Nên là các bác cứ yên tâm 100% là khi đặt hàng chỗ cháu Hoàng Hiền thì là sẽ nhận được cái sản phẩm nó uy tín, nó chính hãng và giá hợp lý đến tay của tất cả các bác. Đấy. Đấy, cuối cùng thì cháu cảm ơn các bác rất nhiều và xin chào các bác. Đấy. Chào các bác nha. Con chào các bác nha.